Nghệ sĩ Hồng Vân cúi đầu xin lỗi khán giả, lý do bà Phương Hằng đã chỉ ra từ lâu. Nữ nghệ sĩ thừa nhận có thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mà cô quảng cáo. Thời gian qua, chủ đề sao PR vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Đề tài này bắt đầu bùng nổ khi doanh nhân Nguyễn Phương Hằng chia sẻ trên sóng livestream có 200.000 người xem video vào ngày 25 tháng 5 rằng cứ nhìn thấy hình ảnh ca sĩ nghệ sĩ là thấy được 50% niềm tin rồi. Mình nghĩ họ sử dụng sản phẩm đó rồi không, nhưng không phải đâu. Đằng sau thương hiệu nổi tiếng, đằng sau con người tự cho là cao quý lắm, thối nát như thế nào. Đây là một trong những bài học đau thương khi chúng ta thần tượng một ai đó hay chúng ta trao đi niềm tin. Trưa ngày 3 tháng 6, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chính thức lên tiếng khi bị khán giả gọi tên trong suốt thời gian qua. Nữ nghệ sĩ cúi đầu nhận lỗi với khán giả vì thời gian qua, quảng cáo sản phẩm quá sự thật khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang. Những ngày qua, khán giả và người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng với một số sản phẩm mà Vân quảng cáo. Trước hết, Vân xin lỗi đã phản hồi chậm trễ vì quá trình xác minh thông tin với đối tác nhãn hàng. Trước khi nhận quảng cáo, Vân có xem xét giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Cục Y tế. Tuy nhiên, đoạn phim quảng cáo lại làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng khiến khán giả bức xúc. Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo. Là một nghệ sĩ, Vân vô cùng hối tiếc khi không ý thức được hết trách nhiệm của mình. Vân xin lỗi vì đã làm việc thiếu thận trọng, nghệ sĩ nhân dân cho hay. Qua sự việc này, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho hay cô xem đây là bài học đắt giá cho mình. Nữ nghệ sĩ hứa sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình, luôn tự cố gắng nhiều hơn để trở thành một người nghệ sĩ hoàn thiện cả về năng lực và đạo đức làm nghề. Trước đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Vân Dùng, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng, Kim Xuyến, Thanh Hương, Khánh Linh quảng cáo cho sản phẩm viên sủi. Họ khẳng định sau khi sử dụng viên sủi có tác dụng thần kỳ, khối u trong cơ thể họ nhỏ đi, bệnh tình thuyên giảm, làm tiêu tan toàn bộ u sơ trong tử cung mà không cần phẫu thuật, triệt tiêu tất cả các loại u sơ, u nang tận gốc, sạch u sơ tử cung, u tuyến tụy, u nang, u vú nhanh gấp 50 lần không mổ, là lời khẳng định của các nghệ sĩ nổi tiếng về công dụng của viên sủi. Tuy nhiên, trong giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế số 2475-2020 ngày 10 tháng 8 năm 2020, sản phẩm này chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có công dụng hỗ trợ hạn chế sự phát triển của u sơ tử cung, u sơ vú lành tính của phụ nữ và u sơ tuyến tiền liệt ở nam giới. Trên thực tế, các công dụng mà những nghệ sĩ trên nói trong video quảng cáo hoàn toàn không có nội dung được cấp phép quảng cáo. Sau sự việc nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sản phẩm tương tự trên các phương tiện, đảm bảo nội dung phải trung thực, chính xác, rõ ràng. Trước đó, MC Quyền Linh cũng lên tiếng xin lỗi và nhận sai về chuyện nhận quảng cáo một thực phẩm chức năng có công dụng vượt trội gấp 70 lần nhưng thực tế không hiệu quả đến mức đó. Quyền Linh thừa nhận anh chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, anh đã nhầm thông tin về công dụng sản phẩm sau khi sử dụng. Anh hy vọng khán giả sẽ hiểu anh không phải là người vì tiền mà quảng cáo bất chấp. Nói tôi quảng cáo bất chấp thì thật oan uổng. Tôi đã làm rất nhiều chương trình từ thiện ở bệnh viện phục vụ người nghèo, hiểu được nỗi khổ của người bệnh. Vì thế, tôi rất tiết chế khi nhận lời quảng cáo sản phẩm, nam MC nói thêm.